rằng là nhiều anh em ở đây chúng ta đã quá quen thuộc với cái tựa game Ewin, Dwin, Tewin, Kawin cũng như là Big Boss rồi đúng không ạ? Thì cái tựa game Big Boss này thì nó cũng là một cái game mà thuộc của nhà cái Iwin anh em nhé. Thì làm clip rất nhiều về cái 68 game bài rồi, nên là hôm nay tôi sẽ làm clip cũng như là chơi trên con Iwin Big Boss đi. Thì con này thì nó cũng tương tự như Iwin, gọi là 99% rồi anh em ạ. Có khác thì nó chỉ khác giao diện thôi. Vậy thì những cái cách vận hành của nhà game cũng như là những cái cách chơi của những tựa game này thì nó sẽ đều giống nhau. Đó. Thì hôm nay mình sẽ vào cái con rồng hổ, long hổ, con Iwin này để mình chơi nha anh em nhé. Thì đối với cách bắt long hổ Iwin thì chúng ta vẫn có thể áp dụng cái phương pháp cộng chẵn lẻ điểm để anh em ta bắt cầu. Thì mới đầu vào thì chúng ta cứ xem thôi, vẫn thực hiện theo nguyên tắc cũ nha anh em nhé. Đây tôi sẽ lấy cái con này, con K này, con này cộng với con này, K13. Thì bây giờ tôi sẽ ra một cái công thức như này nhé, anh em chú ý trên màn hình nhé. Mình sẽ lấy cái công thức như này, cộng hai cái điểm này lại với nhau, bên này với nhau. Chẵn thì sẽ là rồng và lẻ sẽ là hổ. Chúng ta cứ theo dõi phương pháp như này nhé. Đây hiện tại đây là 9 này, 9 cộng 6 này, 9 cộng 6 bằng 15 này. 15 thì chúng ta sẽ xem là phiên sau 15 nó sẽ ra con gì. Rồi chúng ta bám sát vào chúng ta chơi thôi nhá. Chúng ta lấy cái điểm bên này cộng với cái điểm bên này nhá, bên long cộng bên hổ nhá. Long hổ 15, 15, 15 thì lại ra rồng. J11 cộng 1 bằng 12 thì 12 xem có ra rồng, có ra hổ hay không. Ôi ra hổ rồi. Ôi hòa. Hòa bỏ nhá. 1 cộng 1 bằng 2, 2 thì xem ra hổ hay không. Mình cũng khá chắc chắn nên là mình sẽ vào tạm trước đây nhá. Nhá tạm. Vốn này là 8M. Hôm nay quyết định chơi con Iwin. Chán mấy con game kia quá anh em ạ. Chung là game nào cũng vậy thôi. Cũng đều có những nguyên tắc chung là game online. Rồi, ngon luôn. J11 cộng 7. Bằng 18 này. 18 chẵn hổ đúng không? Lẻ rồng. Vào nhẹ, mình vẫn đảm bảo là 10 tiếng nha anh em nhé. Vẫn phải đảm bảo là 10 tiếng mình chơi trọn được. Ôi, vẫn ngon. 96 15 này, 15 lẻ lên long đi. Bám sát mà chơi thôi anh em nhá. Công thức ấy nó chỉ là một cái gì đó để anh em chúng ta nhìn vào chúng ta chơi dễ hơn thôi, nó cũng không phải là một cái mẹo soi nào đâu. Nói chung nó là một, có thể gọi là nó lại một cái mẹo chơi thôi. Rồi, phía này bỏ này. 7 cộng 5 này. 12 này, 12 lại bắt rồng bắt hổ tiếp. Lại quay trở lại vốn nhá. Ngon ngay. 9M ngay. 6. 6 cộng 4 bằng 10 này. 10 thì phiên này cũng hơi đắn đo anh em ạ. Nhưng mà thôi, mình vẫn thuận công thức là mình chơi thôi. Chung là tầm lãi này anh mình sẽ nghỉ. Thường thì là như vậy. Nghi ngờ lắm. 11 này, 12, 13, 14 này, 14 vẫn chẵn này. Bám sát nha anh em nhé. Nhưng mà cầu nó cũng sẽ thay đổi dài dài, nên là anh em cứ từ từ thôi. Tôi bám sát 2 lít thôi, bởi vì tôi chắc chắn được cái phần thắng hôm nay là 3M rồi. Mình cứ rén rén mình chơi thôi, thì kiếm cứ liều liều chơi lại chết. Đấy. Q12.
cộng 7 bằng 19 này. 19 phát này lên long này. 400k. Thôi đảm bảo cái số vốn hôm nay là 3M là đẹp rồi. Căn căn là sao, chuẩn là ok. Khó nhỉ. K13 này. Đi 45, 16, 17 này. 17 lẻ này. Làm quả liều liều chút thêm nào. Rồi đẹp ngay. Ui. Ok chưa anh em, đúng không? 7214 gần x2 vốn. Chung là cách này chơi thì cũng khá ổn anh em ạ. Hơn là cái việc mà anh em chúng ta không biết chơi, hay là anh em chúng ta chơi nó không đâu vào đâu thì rất là khó nhá. Thì anh em có thể áp dụng cái cách này để chơi thử trên con iWin nhá. Nhưng anh em nào đang chơi iWin chúng ta có thể áp dụng nhá. Và hầu hết là cái cách này anh em có thể áp dụng qua 68 game bài cũng ok. Cô 88 thì nó không có dòng hổ rồi. Chỉ có 68 có này, cô 789 các kiểu, 789 club có thôi. Và xem một hai phiên nữa, không chơi nữa anh em ạ, lại nghỉ thôi. Bốn này, 10 cộng 4 bằng 14, 14 là hổ đi. 14 là hổ nha. Anh em nào mà chơi thì nhớ anh em ở đây chơi thì có số vốn hơi căng, nhưng mà đích biết anh em chúng ta chơi kiểu gì. Chúng ta chơi phải có chiến lược chơi và biết điểm dừng anh em ạ. Ngon đấy, thấy chưa? Đúng không? Vẫn ngon đúng không ạ? Bốn sáu này. 64 bằng 10, 10 vẫn là hổ nhá. Cầu nó đang đi là 212 anh em ạ. Soi từ nãy là nó ra như thế. Đấy, đúng không? 74 11 11 thì lẻ lên hổ lên long này. Về ba con hổ. Chơi cái này thì anh em đích cần nhìn cầu. Cứ theo phương pháp thuận công thức mà chơi thôi. Rồi, phía này bỏ. Thôi nói chung là soi mãi như thế thôi anh em ạ, chốt được thì nghỉ thôi. Tầm chơi lai dài thì cũng khó kiếm lắm nhá. Rồi, clip này sẽ dừng ở đây nhá. Xin chào, hẹn anh em trong clip sau nhá.